ta sẽ cùng đến với đại chiến viễn thông lượt về, lượt đi đó là 2-0, cũng không phải là quá dễ dàng nhưng cũng không đến mức quá khó khăn cho bên phía của T1. Tại lượt về này thì hiện tại cái trạng thái của KT là một trạng thái khá tệ, nhưng mà ngày hôm nay thì họ lại đánh rất hay. Và như tôi cũng nói vui trong lúc bình luận đó là biết đâu đó biết đâu đó việc thay Aria ra trong lúc Covid lại phát hiện ra được một mid lane mới ngon hơn thì sao. Và Vicklang ngày hôm nay đánh rất là hay. Vicklang ngày hôm nay đánh Ari cũng gọi là ra chất tướng ạ, và xử lý dọn laning cũng rất là ổn. Bên phía của T1 thì ngày hôm nay họ vẫn đánh điều kiện thắng xuống cho đường dưới Huma UC. Họ không dám đánh lên cánh trên một cách quá là mạo hiểm, và trong meta hiện tại thì đối phương không cấm Caitlyn nhưng họ vẫn không pick. Ngày hôm nay có một điểm là họ không tự tin pick Caitlyn các bạn ạ. À. Hai game đều không pick Caitlyn cả, và bên KT họ cũng thử thách T1 là họ sẽ để cho đối phương có được Caitlyn. Nhưng mà bên phía của T1 đã không lấy. Ở bên phía game 1 thì bên phía T1, bên phía đội 1 họ lấy con Jhin này. Ngay lập tức bên kia thì lấy Power Pick là một con Ahri. Và họ có một cái đội hình mà thực ra nếu xét về khả năng đi đường thì đội hình bên phía KT đi đường không phải là quá mạnh, vì các cái lane của họ như là đường dưới Kai'Sa, Nautilus thực ra là một lane mà nếu như yếu thì không yếu, nhưng mà bảo mạnh hẳn theo kiểu là Caitlyn, Kama thì cũng không mạnh tới mức như vậy. Đường trên là một kèo mà Zerg đã xử lý rất là hay rồi. Đây là một cái game đấu mà Zerg không đánh được, không có dây để đánh, bị cấm mất rồi. Bên kia Pick Gwen cấm Akali trước đó, bên phía T1 rồi cấm con dây nữa thì nếu như đánh kỹ năng con Jax của đường trên thì lại quá mạo hiểm. Zerg từng đánh Jax rồi và cảm giác là hơi bị thọt lane một chút. Thế nên em lại đánh một con giao tranh tổng. Mặc dù nó không ăn khớp lắm với Lee Sin cộng với Lập Lăng, nhưng mà miễn là con Kennen này nó giao tranh ổn thì Guma sẽ có nhiều khoảng trống để bắn. Và ngày hôm nay thì Zerg đánh con Kennen này khá là hay. Và trong một cái lúc mà bị cấm nhiều Alice, còn nhiều hỗ trợ như vậy như Leona này, Tahm Kench này, bên kia lấy Nautilus này, thì thực ra hỗ trợ dành cho Guma UC đường dưới đi cặp cùng với Jhin vẫn còn nha. Vẫn còn, nhưng mà ngày hôm nay Kera quyết định mang ra Alistar, và hôm trước tôi có reaction cái trận đánh với cả bên phía của Royal anh em ạ. À. Royal ngay ngày hôm qua luôn, tôi xem bên Nemo. Thì hôm qua Minh đánh con Alistar để mắc cháy. Thề với các bạn, con Alistar này mà xử lý đúng chất tướng trong giao tranh, nó là con giao tranh cực kỳ mạnh. Nó là một con hỗ trợ theo dạng đa dụng, có thể hướng tới việc cover, nhưng mà nếu như đánh đội hình này á thì Guma Yuxi sẽ khả năng cao sẽ phải tự chơi rất là nhiều. Và ngày hôm qua khi các bạn xem cái trận Royal đánh á, khi Minh băng lên, khi Xiahou băng lên, khi mà Bin băng lên á, thì Gala hôm qua đánh con Jhin cũng rất cháy và vẫn có thể follow up được, chứ không phải đến mức gọi là bị bắt lại tuyến sau một cách quá là rời rạc. Và ngày hôm nay là một ngày mà bên phía KT đi đường đủ hay để khiến cho T1 không có được đủ cái lợi thế đi đường một cách rõ ràng và không snowball một cách dồn dập từ lợi thế đi đường, bởi vì lợi thế đi đường nó quá ít. Và đến giữa trận thì bên phía T1 có những pha macro đủ hay để họ có lại một chút lợi thế, nhưng mà sự khác biệt vẫn đến từ khả năng team fight. Tôi còn post một cái status trên fanpage của tôi sau khi tôi bình luận xong cặp này, đó là khi mà T1 không đi đường thắng thì họ dùng macro để thắng, và khi họ không dùng macro thắng được thì họ dùng tay to để đánh team fight thắng, và họ đánh team fight rất hay. T1 là một team bây giờ có thể gọi là team mạnh toàn diện ạ. Tôi không biết là về late thì họ có mạnh hơn được các cái team như Gen.G hay DK hay không, bởi vì về late thì cũng có những ván đấu họ thua, chẳng hạn như ván 2 với Nông Sim về late họ thua này, hay đánh với DK thì cũng có những khoảnh khắc mà họ bị troll game giai đoạn giữa và cuối ván đấu này. Nhưng mà nhìn chung họ cũng không yếu hơn bất kỳ một team nào tại LCK lúc này, cá nhân tôi cảm giác là như vậy. Có những ván đấu họ thắng nhờ laning, có những ván đấu họ không thắng laning thì họ nhờ macro giữa trận họ ăn mục tiêu hơn, họ vẫn có được cái lợi thế. Và đặc biệt là điều kiện thắng của họ khi đặt xuống Guma thì lúc nào Guma cũng sẽ có trụ. Và khi mà macro dạn giữa trận, họ bị macro lỗi hoặc là đối phương macro hay và họ không tạo được sự khác biệt đến từ macro, thì họ lại tự tạo sự khác biệt bằng cách là đánh T5. Và họ đánh T5 rất ghê, Guma bắn thôi rồi đấy. Thề luôn các bạn, tôi xem mà tôi cứ cảm giác như tôi đang hình dung ra Guma đánh rank vậy các bạn. Tôi đã cắt không biết bao nhiêu trận rank của Guma UC, và trên kênh của Văn Tùng vẫn còn đó những cái video clip Văn Tùng làm về những trận xếp hạng đơn của Guma UC. Bắn siêu cháy luôn. Những game đấu mà thấy là Guma có được tầm 1 đến 2 mạng sớm ở đường dưới, game đấu gần như là kết thúc. Và ngày hôm nay Guma cầm con Jhin hit and run, đúng là cái file file guma.exe rồi anh em ạ. Cái file đấy nó vẫn hoạt động ngày hôm nay nhá, bắn cháy thì thôi rồi luôn, hit and run. Mà Carrier game 1 đánh Alistar, game 2 đánh con Thresh cover cực kỳ ghê. Tức là bây giờ mà tìm ra một điểm yếu nào đó của T1 để khai thác thì rất khó anh em ạ. Kể cả là kỹ năng đi đường của bạn có tốt thì macro của bạn lại thua, macro bạn có đủ tốt như họ thì đánh team fight lại thua rồi. Và ngày hôm nay KT đánh hay ngoài sức tưởng tượng của tôi. Thực sự tôi có bình luận rất là nhiều những cặp trận của KT dạo gần đây, và tôi thấy là họ đang bị thua rất là nhiều team nhóm dưới. Và cảm giác của tôi là chỉ có một mình Rascal chơi game rồi. Còn lại Kurt hay là Aria trước đó hay là
Aiming và Line, đặc biệt là cặp Aiming và Line là cặp làm tôi thất vọng nhất tại LCK mùa này. Thì chắc là ngày hôm nay họ có cặp cãi sao với Nautilus thì đi đường ổn. Họ không đi đường một cách thua quá nặng so với phía T1. Họ cũng có đóng góp rất là tích cực đoạn giữa trận. Nhưng mà như đó là chưa đủ để đánh bại T1. Còn bây giờ thì vào chi tiết game đấu thì chúng ta sẽ cùng xem cái cách họ triển khai cái game đấu như thế nào nhé. Những meta trước cái cuộc đối đầu lực cũng bởi bóc livestream này về nhà sau sắp dịch. Đầu trận thì Curt có qua cướp rừng một pha nó hơi bị đen một chút. Thực ra pha đấy là pha đánh rất là hay rồi, đánh rất là đột biến ở vòng rừng đầu rồi, nhưng mà trừng phạt quả một máu. Thế nên là nhìn đi nhìn lại thì cũng không hơn được lợi thế gì nhiều so với Honor cả. Và lượt đi thì Curt lên cái búa tiến công, nhưng mà lượt về thì Curt quyết định lên ám muội. Và tôi nghĩ là cái ám muội nó hay hơn. Cái ám muội đó là một cái trang bị giúp cho Curt có được khả năng gank rát hơn và bớt sát thương cho đội hình mỏng bên phía kia ngon hơn. Và tầm khoảng chừng mười mấy phút đầu thì cả hai cũng không đánh nhau nhiều. Còn đây là cách mà Carrier bắt đầu tạo cái tình huống sứ giả. Đây là tình huống sứ giả đầu tiên của bán đấu, không bên nào ăn rồng sớm cả. Không bên nào có một cái lợi thế đi đường nó đủ lớn để họ có thể ăn rồng một cách dễ dàng. Các bạn nhìn cánh dưới hiện tại là lính ở chân cân 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 cực kỳ luôn. Game 2 thậm chí là Faker còn thua lính nữa cơ. Và cái cánh trên là cái cánh mà Kennen của Zeus đè được đường của Kraskle một chút về chỉ số lính. Lượng tài nguyên đến tất cả hai team gần như là full trừ cái tốc biến đến từ Carrier. Và pha này, cái cách mà T1 kiểm soát con sứ giả này các bạn. Họ đẩy Carrier ra trước so với Nautilus của Live. Dinh của Gu Mayushi bắt đầu di chuyển trước so với Kai'Sa của Aiming. Cấp độ hiện tại của Carrier là cấp độ 5, Gu Mayushi là 5. Bên này Aiming đã có 6. Nhưng mà họ di chuyển ra trước, họ đẩy giúp cho Faker một wave này. Tuy nhiên đây là một thời điểm mà sứ giả ra. Thì Đó, một wave chúng này ta tầm sẽ 5 đến con. với khu vực cảnh trên để coi là pha giao tranh của hai đội như thế nào. Honor đã có mặt KT ở có đây. tầm nhìn nha. Curse cũng đã cấp 6 vào vị trí. Carrier không có Nhưng mà tốc ra đến biến. nơi thì Đây mất là sứ giả thành rồi các công bạn. mà bên phía KT có. Và một con Alistar không tốc biến, không bớt khuất. Chỉ là cái tình huống giật về của KT họ. chuẩn bị từ từ tiến vào. Armin Cái tình huống cố giật về gắng bùa di đỏ chuyển của họ tới. thì nó có vấn Họ không đề. có thể rồi, Kịp. không đánh được. Không đánh nổi. Một tình huống di chuyển ra trước đến từ Carrier và cả Gu Mayushi so với bộ đường dưới của KT roster giúp cho họ thứ nhất giúp cho Faker đẩy đường đường giữa trước so với KT. Pha này nếu mà thứ đối phương ăn hai rồng thì có thể là chấp nhận mất bỏ con rồng ấy sứ nhá. giả Để mất con sứ giả đầu tiên nhưng họ đang muốn chặn đường về của T1. T1 đang không thể nào trở lại khu vực Đợt lính đường dưới là đợt lính siêu to nhá. Aiming đẩy một đợt lính rất là lỡ cỡ. Và nó không chạm trụ được để deny lính bên phía T1. Nếu deny được thì có thể lính chênh lệch giữa hai xạ thủ nó có thể nhìn cho Aiming tầm một wave. dưới và về đường dưới một cách dễ dàng được Honor face. Pha này là bên phía của T1 đã căn được đủ kinh nghiệm cho Carrier lên 6. Thực ra cái tình huống di chuyển ra trước của Carrier để gây khu đường giữa nó là một đợt lính mà chưa giúp Carrier lên 6 nhưng nó gần chạm 6 rồi. Còn lúc đó thì Live mới chỉ cấp độ 5 mà thôi. Và tôi nhìn không nhầm thì lúc đó Live khoảng chừng nửa ống level 5. Tức là hai hỗ trợ có sự chênh lệch cấp độ. Và pha này T1 thì họ có nhìn hơn một chiêu cuối đấy Alistar nên họ quyết định giao tranh. Nhưng mà giao tranh thì không lại so với đội hình bên phía bên kia. Rek'Sai với cả Nautilus và Kai'Sa bớt sát thương đơn mục tiêu rất là hay. Check Chết một chết chai Honor súng luôn. bắn trượt đến từ YC. Cơ hội tấn công dành cho KT hôm gió đã thành công nhưng Honor vẫn kịp tốc biến đi. Curse là người dùng chiêu cuối đi dứt điểm nhưng cái giá phải trả là Live cũng phải nằm xuống. Nếu như ăn Armin một một đổi phen bóp hai pha cung này bỏ là chạy, lời nhá. anh ta đang bị giữ chân Bạn nhìn lại có và Ahri đó kìa. là Bạn nhìn có Ahri sử skill nhá. Vic La đánh con Ahri là hơi bị hay luôn. Vic La chơi con Ahri là cực kỳ hay. Các bạn nhìn từ đầu pha team fight đấy ạ. Là phi hồ qua hôn gió cùng với cái CC của team là mapping luôn á. về đường dưới một cách dễ dàng được Honor face check. Một tình huống giật Móc bắn trúng cái trượt phi đến hồ từ YC. qua. Hôn gió trúng này các bạn. Cơ hội Full combo trúng luôn, cầu đi cầu về tấn luôn. công dành cho KT hôm gió đã thành công nhưng Honor vẫn kịp tốc biến đi. Curse là người dùng chiêu cuối đi dứt điểm nhưng cái Vãi giá quả phải trả là Q2 Live cũng cái phải nằm Q xuống. này. Armin Bạn không nhìn có cái Q này, cái Q dọc đường ba một người tốc này, biến nó bỏ giật chạy. về ba Honor người là luôn người đấy giữ ạ. chân lại và đó là sở thích của Faker đem về điểm hạ gục cho T1. Gumayusi đang có quá nhiều Sau đó khoảng hai đánh trống. ba Curse thắng đang luôn. muốn đào hầm qua tấn công vào xạ thủ Hôn đối gió phương trúng nhưng kìa. đó thành công sát thương dồn vào và Không tốc trượt một tốc kỹ biến năng của nào anh Yuzi em ạ. sẽ không đủ để anh ta có thể sống sót được. Phía bên này Phần Curse này cũng Faker mất xích trượt máu nên nhưng không giết được Curse Carrier luôn. thì không còn tài nguyên để chạy nữa. Là Sẽ bị lùi về mất một mạng cái một boss nửa tương đối dàn lớn cho đấy bên nhá. phía KT. Tôi nghĩ rằng họ đã thành công trong tình huống tấn công này. Rất chủ động đến từ bên phía KT roster và tình huống giật bắn đến từ Goma Yoshi để check đuổi đã không hiệu quả. Còn bây giờ thì trở lại khu vực trên, Curt lại đang tiếp tục tìm Có kiếm cái cơ pha hội này nó tấn công giống vì bản y thân chang này cái đã pha thành bên phía công Hanwha sứ giả Live. Live. Thề. Zeus bật chiêu cuối quáng trả sát thương lại. Và pha tốc biến móc của Live đã khiến cho Zeus cũng Tôi không hiểu ý đồ của Live trong tình huống này là gì cả. Kể cả là có giết được con Kennen một mạng pha đấy, tôi nghĩ rằng cái giá phải trả cánh dưới nó vẫn là quá đắt. Nó giống y chang cái game đánh với Hanwha Live anh em ạ. À. Cái tính chất của nó giống như cái trận Hanwha Live mà Hanwha Live với cả cái trận hôm trước tôi có phân tích rồi đấy ạ. có xạ thủ nói rằng thôi thì Trận mà rớt đánh con Na xong bị bắt đường trên anh em. này cho họ tôi muốn nhìn lại
tư dành cho các thành viên bên phía của T1. À, gục dành thành công. T1 đây, giống y chang cái tình huống này các bạn ơi. Điều kiện thắng của T1 là xuống cánh dưới. Và trong lúc đối phương đánh lên cánh trên thì T1 sẽ đánh xuống cánh dưới rất mạnh và họ sẽ có được những tình huống như thế này. Mặc dù dạng đi đường nhá. Mặc dù tính tới thời điểm hiện tại cái trận Hoan Hoa này các bạn thì tôi link lại cho các bạn nhớ lại một chút về cái trận này nhá. Đây là thời điểm mà bên phía của T1 mới chỉ ăn được hai lớp giáp trụ đường dưới thôi, khoảng chừng mười mấy phút đi đường họ mới chỉ ăn được hai lớp giáp trụ đường dưới thôi các bạn. Đây, kéo ba người lên cánh trên. Pha này còn không có sứ giả ấy nhá, mà họ phải trả giá bằng nguyên cái trụ bot cộng với hai mạng. Những tình huống như thế này bên phía T1 họ phản xạ rất nhanh rồi. Cái này nó ăn vào, cái ăn vào máu họ rồi. Và họ chỉ chờ đối phương đánh như vậy để mà họ phản xạ lại thôi á. Tại sao lại đánh cánh trên trong khi đối phương đang không có lợi thế cánh dưới quá nặng? Mất pha này là mất một vẫn hai mạng đường dưới này, mất thêm cả cái trụ bot này cho Guma luôn này, và trận này cũng tương tự là như vậy, tình huống lên khu đứng trên để gank đến từ live phải bỏ tốc biến và trong bối cảnh là T1 có một con sứ giả đấy các bạn ơi, mà nguyên dạng đi đường khoảng chừng 10 phút T1 chưa ăn được một lớp giáp trụ nào đường dưới các bạn ơi, chưa ăn được một lớp giáp trụ nào cả, và tình huống gank đến từ live không ăn được mạng của con Kennen lại còn để bị áp lực rồng chưa có chiêu cuối, nếu như ta lên cấp 6 chắc chắn đơn giản hơn rất là và nhiều. T1 họ phản xạ những pha này rất nhanh đó, Faker bỏ hẳn một wave để chạy ra sông anh em thấy không, tuy nhiên đổi được tốc biến cũng đã vừa có rồng vừa có được áp lực ăn 5 lớp giáp trụ nhờ con sứ giả. Đây là một pha macro mà cho thấy phía T1 họ đã master cái quả này rồi, và có thể sẽ là cái mùa này họ đánh như này biết bao nhiêu lần mà kể anh em ạ, chỉ cần một sai lầm thôi các bạn. Đó, đau tí đất giờ bấm B về kìa. Thực ra thì ván đấu có thể diễn ra và cái trụ này 10 phút vẫn mất à? Cần một pha mà bên phía nguyên 10 phút đầu không ăn được một lớp trụ nào luôn, chỉ cần một pha di chuyển lỗi thôi. Có được trụ đứng dưới cho Guma Yushi thôi. Mất nguyên một con rồng cộng với một cái trụ một cho con Dinh. Còn sứ giả hút thêm một cái nữa. 10-10. Đây là một cái kịch bản chúng ta không biết bao nhiêu mà kể. Mùa này họ đánh như thế nhiều lắm nhiều pha nhưng mà chỉ cần một pha họ tận dụng được một sơ hở của đối phương để ăn được trụ một đường dưới cho Guma Yushi. Hơi đen một tí ở trong phải giao tranh với Vicla. Và tầm mười mấy phút đi đường các bạn thấy là bên phía T1 kiểu gì họ cũng hơn tầm 2-3 nghìn tiền à. Cao nhất. Kết bị bắt. Thằng này nhường được mạng cho Guma nữa được. Mắc ping này. Đến từ bên phía của T1 và không kịp ú ớ gì cả. Hơi đen là tình huống vừa rồi mà Hà Gục được rơi vào tay của Carrier với Thiêu Đốt. 2.000 tiền nha các bạn nhé, vẫn là lợi thế 2.000 tiền nhé. Chỉ là giữa trận bên phía của KT họ cũng đánh con Ari này rất là hay và họ bắt lẻ được khá là nhiều mạng. Họ gỡ lại thế trận rất là tốt. Đó cho Guma Yushi thì đó thực sự là một pha kết hợp của bộ ba phía T1 được coi là hoàn hảo. Vicla. Đánh luôn chứ, Vicla có mặt ở đây rồi. Quả hôn gió đấy các bạn, quả hôn gió này. Đây là lần đầu tiên nhá. Đây là lần đầu tiên pha hôn gió này nó trúng. Đúng chẳng được nó chạy. Vicla. Đánh luôn chứ, Vicla có mặt ở đây rồi và đó là tôi đúng chẳng. Trời ơi, hôn gió kìa. Pha lao theo qua Min, họ cố gắng dứt điện Honor thành công hay không? Có một pha như thế tương tự nữa nha anh em nhé. Có một pha tương tự như này nữa. Là cái pha ở trụ hai đường trên lúc mà Vicla bị bắt đó. Hôn gió chúng con bò của Carrier luôn. Qua tường. Đó là tình mấy pha hôn, mấy quả hôn gió nhìn ảo thật, tôi không biết là may hay là bên hay. Bên phía của KT sẽ phải nhìn thấy thứ nhất, rồng chuẩn bị ra. Nhưng mà cái pha hai thì là cái pha thứ hai thì là hay. Pha vừa rồi không biết là may hay là hay. Như bây giờ họ đặt mục tiêu lên cánh trên thì chắc chắn là họ sẽ phải. Pha này Faker bị bắt và team phản xạ rất nhanh. Các bạn nhìn những cú như này, team phản xạ cực kỳ nhanh luôn. Họ có một cái tốc độ phản xạ cực kỳ hay trước những tình huống đánh nhau diễn ra nhá. Đặt mục tiêu lên cánh ngay cái thời điểm Faker bị bắt một cái là cả team kéo lên luôn. Họ sẽ phải có những pha trao đổi mục tiêu. Vicla quyết định tấn công giữ chân Faker và anh ta hôn gió thành công. Curse có mặt ở đây. Họ sẽ giúp team ba người đang lên dần rồi kìa. Nhưng vấn đề là sau đó họ dịch chuyển Kennen về mua đồ dịch chuyển lên luôn này. Cho Vicla Armin có mặt ở đây. Live cũng vào vị trí pha dịch chuyển đến từ Zed và ta đang tăng tốc độ bằng tốc độ xâm xét. Pha này Carrier vẫn chịu cuối trễ quá. Người đang khá là thấp máu và combo thành công của Carrier và sẽ có những khoảng trống để cho Gumaoji anh ta đang xả sát thương rất nhiều. Nhưng Rasko đang tới. Rasko bị đá ra. Vẫn cover rất tốt, hôn gió không thành công, Guma vẫn đang bắn được. Pha này Faker chết sau đó về TP ra mid liền nha anh em nhé, TP ra mid liền nhé. Nhìn hai way ở bot với ở mid thì TP ra mid sẽ ăn được trụ, TP ra mid sẽ đón được đây. Faker TP ngay tức ra mid để deny lính và bên phía bên kia cũng sẽ mất đi những chỉ số lính tại khu đường giữa cộng với nửa cây máu trụ này. Lời về mạng cho bên phía của KT roster chỉ đen cho họ là giao tranh thắng mạng xong. Cái dạng giữa trận này bên phía T1 đánh họ macro rất là ghê, chỉ là có những tình huống bị xử lý fail hoặc là đối phương đánh những cú nó có độ đột biến ngoài sự tưởng tượng của họ thì họ sẽ bị fail thôi. Như nào ấy? Cách chúng ta vừa thấy họ giao tranh vừa thắng trên top sau anh em ạ. Nhưng mà cái kết cục thì họ là thật ra là mất sứ giả, mất rồng và mất cả trụ. Trên bản đồ, con mắt sứ giả nằm trong tay của Honor. Họ chạy ra đường giữa, họ lấy cái trụ một. Macro đúng ác luôn anh em. Chạy xuống khu vực mắc nhanh luôn. Để họ ăn con rồng. Giao tranh thua như này thì tôi cũng nguyện giao tranh thua suốt ván. Giao tranh thua xong ăn trụ top, xong ăn trụ mid, xong ăn sứ giả.
trước cái lối macro, trước cái lợi thế mà họ dòng hai thì thôi bỏ ở dạng đi đường như thế này. Tầm nhìn cánh dưới không nhiều, với là đang còn muốn dồn cánh trên là, cho con Ken lên để nốt trụ đường dưới. Trụ hai bên phía của KT cũng đã bị một cuốc đến từ sứ giả rồi nha, và Cut vừa rồi cũng giật cả mình khi mà có một cú tên lửa đạn đạo đến từ Mayushi, nó đến cái thời điểm cũng khá là nhạy cảm. Còn bên pha tấn công đến từ KT, KT rất muốn tấn. Các bạn nhìn đúng không ạ? Các bạn nhìn cái pha này, các bạn nhìn minimap nhé, các bạn nhìn minimap nhé. Faker đang bấm B về nhá. Đường trên bắt đầu có biến phát ngắt bấm B về chạy thẳng lên luôn. Alista cũng đang lên luôn, các bạn nhìn đúng không ạ? Các bạn nhìn bộ đôi Faker cậu Carrier di chuyển đúng không ạ? Cái tốc độ phản xạ lại những tình huống trên bản đồ của họ là quá nhanh. Cái này tôi không biết là từ giao tiếp của họ hay là từ việc là Faker lia cam nhiều. Mà các bạn cứ nhìn ạ, cái tốc độ phản xạ của họ nhanh hơn so với các team khác hiện tại cực kì nhiều luôn á. Đang bấm B về nhá, đường trên bắt đầu có biến này. Ngắt bấm B và Kera chạy thẳng lên luôn này. Uma bắt đầu bung skill ra đẩy và chạy lên top này. Rất nhanh luôn. Chính những pha này có thể giúp cho họ gỡ được rất là nhiều thứ. Và rất rất bình tĩnh nha, khi mà team chưa đến bây giờ không dám vào một mình. Chờ team lên đến nơi vào vị trí một phát thôi là flash lên R3 luôn. Uma đánh hạt thông nổ qua luôn. Tốc độ để họ có thể phản ứng lại những tình huống đánh nhau của đối phương trên bản đồ hay là những cái biến số của đối phương nó cực kỳ nhanh. Và điểm hạ gục tiếp theo dành cho Faker đã là 2 điểm hạ gục dành cho đường giữa của đó lý do vì sao mà bên kia cứ đánh nhau một hồi tự nhiên thấy T1 kéo 5 người lên à. Tôi đang nhìn thấy là Amin sau pha giao tranh ở đường trên, mặc dù anh ta cũng nằm xuống nhưng anh ta có 3 sát. Còn Vikla thì như cũng có được 3 điểm hạ gục thì phải. Họ đang đứng trên Honor hung gió thành công, sát thương dồn và này, Honor đánh hạt thông nổ, à nhập cái hạt hoa soi sáng đúng ngầu luôn á. Cố gắng đẩy cao nhịp độ trận đấu để có thể lấy những điểm. Cũng may là mấy mạng này thì không có thêm mục tiêu lớn bị mất. Tiền thì T1 vẫn dẫn nha. Tiền thì T1 dẫn tầm 4.000 mấy luôn á. Và tranh ngã xạ thủ là tầm 1.500 này. À mid thua tầm mấy trăm, dừng tranh 900. Top tranh 2.000 các bạn ơi. Top tranh 2.000. Từ bên phía của T1 và mục tiêu nó hướng tới đang là trụ 2 khu đường trên. Và cái pha này là hôn gió ngắt combo Alistar này các bạn. Anh ta nhanh thật sự luôn. Vikla xử lý kỹ năng rất là hay nha. Một lời khen dành cho tân binh đường giữa của bên phía KT. Sau đó về nó cầm cái búa phù thủy ra nó hôn phát chết luôn đứa mà. Kỹ năng pha hôn gió của anh ta đánh được các mid này đánh được các bạn. Bò hút của này có kỹ năng á. Và khiến cho nhiều khi sau đợt này lại có gì đánh chính ấy anh em ạ. Combo mà trước anh ta đã đầu tư tốc biến. Sau đợt này nhiều khi KT lại không thể nào làm được. Còn Ari lại ban xong Aria nữa thôi. Mà biết đâu đó. Phải này dướn quá, phải này dướn bắt. Sự chỉnh sửa thì KT lại tìm ra được giữa ngon. Faker có dịch chuyển nhưng mà anh ta về không nổi. Anh ta không hồi máu kịp. Honor đang khá là thấp máu. Nó kích chúng là chết thôi anh em à. Có cơ hội có được hai kiss người này băng triệu người kia. Sau kill. Đó là tới Honor. Double kill cho Vikla. Anh ta đang tiến lên tiếp và Faker giật ngược trở lại trước mặt của đối phương. Gumasi đang bị khép góc. Anh ta bị hất tung lên. Anh ta bắt buộc phải tốc biến bỏ chạy. Kết vẫn chết. Chiêu cuối và quyết định dùng chiêu cuối để dùng sát thương vào Gumasi. Nhưng Keria đang có mặt đứng kế bên xạ thủ của mình và đang che chắn rất tốt. Nhưng Vikla đã tới và Guma không còn nhiều góc để chạy, anh ta sẽ phải nằm xuống hôn gió thành công Vikla. Phải là mất thêm một con rồng nữa thì phải. À không, bên kia ra mấy cái Baron anh em, bên kia ra Baron. Câu giờ mà thôi. Và đó là một pha giao tranh rất thành công và KT đang nhìn thấy cơ hội để chạy ra Baron. Đây là tầm 4.000 mấy tiền chênh lệch mà bị lật đấy nha các bạn. Con Ari trời 605 kìa. Con Ari mũ phù thủy ở thời điểm này của Vikla. Anh ta đang thực sự cáng đáng cả đội hình bên phía KT spy của mình. Và đây có lẽ sẽ là con Baron mà T1 cố gắng giữ lại bằng dịch chuyển của Rusko. Nhưng mà cái đường trên Rusko này cái này thua nặng quá. Anh ta không có chiêu cuối. Anh ta tức tưởng là giữa game bên phía T1 sẽ gặp khó vì cái cánh để lẻ thua ấy. Tốt, không thể nào mất con Baron này được. Pha lao xuống và đó là Baron dành cho bên phía KT. Họ tấn công tiếp vào Faker và họ sẽ có được điểm hạ gục này. Một chấm máu còn lại không đủ để cho anh ta thoát. Vikla đang có tốc biến. Faker bị Baron hất anh em ạ. Pha này không ai chết nữa cả. Faker bị Baron hất anh em ơi. Anh ta không có chiêu cuối. Nhỏ thật luôn á. Biển, Faker ở cánh trên. Đang đúp xuống bị con Baron hất tung. Tôi tưởng là Cut hất tung cơ. Nhưng là Baron hất anh em ạ. Con Baron nó hất hai người ấy. Baron này được pha lao xuống và đó là Baron dành cho bên phía người bất tỉnh luôn. Công tiếp vào Faker và họ sẽ có được điểm hạ gục này. Một chấm máu còn lại không đủ để cho anh ta thoát. Biết là game con đầu tiên lớn rồi. Anh ta đang sẵn sàng chờ đợi. Đến đây là game cân rồi các bạn. Đến đây là game cân rồi nhá. Đến đây là game nó bắt đầu throw hết những cái lợi thế ở dạng đi đường á. Sau cái tình huống vừa rồi. Cũng chạy được, vẫn là thành công cho KT. Trong khoảng thời gian cái cánh đầy lè này thua tầm 70 CS cộng với thua tầm 2.000 tiền đấy các bạn. Rusko đánh hồi bị solo kill luôn mà. Hơi chậm. Lượng sức tầm của anh ta lên trụ không bằng so với các thành viên phía thi hoàn tại của cánh dưới. Dù sao thì trụ bên phía của KT cũng đã chịu một cú hút đến từ sứ giả. Thế nên là việc ăn trụ đối với thi hoàn nó cũng trở nên dễ dàng hơn. Quyết định macro đến từ cả hai bên sẽ là... Còn Kennedy nó có mũ nó giật thốn quá. Em mình đã mang cái kiệt sức rồi á. Em mình đã cầm kiệt sức rồi nhưng mà chúng ai cả rồng dành cho bên phía KT. Cái này nó vào thì vẫn to đam quá. Rồng đó để đổi lấy cái trụ hai đường giữa của đối phương.
Và tôi nghĩ đây là quyết định mà tạm thời ngay lập tức thì bên phía của Tiêu Anh là những người có được lợi thế. Tại vì Rồng thì chỉ là cân bằng tỷ số. 6 trụ sau khoảng chừng 29 phút đấy nhỉ. Hoa soi sáng mà không phát hiện ra cái gì cả. Trước đó nó giống con mắt họ đâm binh vào chỗ đó mà ta. Solo. BK cực mạnh và Rasko chịu không nổi. Cũng cái đồng hồ đâu. Chỉ là Rasko thua nhiều tiền. Ờ, pha này thực ra chỉ là solo kill. Nó có tác động đến cánh đẩy lẻ thật nhưng mà nó không tác động đến tình hình chung của ván đấu là con nen này chung cuối nó hồi tới phút rưỡi rồi anh em ơi. Một phút rưỡi chiều cuối thì nó không dùng lợi thế hơn người để ép ở mục tiêu được. Lúc đó thì cái nền của Zerg cũng đã gần như hết kỹ năng rồi. Còn bây giờ thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn cho bên phía của KT một chút. Trước khả năng cấu rỉa đến từ Faker. Ai che đây. Và đó là tình huống mà Live vẫn đi bộ về được. Nhưng mà anh ta sẽ mất thời gian và bên phía của KT sẽ mất người ở xung này. Lại là bạn nhìn hỗ trợ nha bạn nhé. Sau này khi mà có dịp tại các cái giải đấu lớn như là Chung kết thế giới hay là MSI mà Tiêu Anh có được đi á thì tôi sẽ làm preview của Carrier cho tôi sẽ phân tích preview Carrier cho lag kìa. Lag hết EQ kìa. Hai kỹ năng giữ chân của đối phương combo hai người Faker tới. Và lại một lần nữa các bạn nhìn cái tốc độ phản xạ của họ trong những tình huống macro như thế này khi mà Carrier bị bắt. Lỗ rồi. Biết la đang tới. Ngay lập tức chạy vào luôn các bạn ơi, ngay lập tức chạy vào luôn cái nên ke góc dịch chuyển luôn này. Cả hai kỹ năng giữ chân dịch chuyển liền luôn này. Hai người Faker tới và pha phản công đến từ T1. Người bị bắt lại là Curse, anh ta có giáp thiên thần nhưng Vic là. Trời ơi, cái này nó mới đi ngang qua cái E thôi là con Ari mất nhiều đầy máu rồi kìa. Người xanh nhất chết trước như này thì hết tạm rồi. Anh ta bấm đồng hồ câu giờ. Phía bên này là Rasko đang tấn công vào Keria và đã có điểm hạ gục dành cho Lai, nhưng Amin đã phải trả giá. Check Ari thấy mú luôn. T1 lợi hơn hoàn toàn, Curse bị xích lại và Curse sẽ nằm xuống. Baron đang chờ đợi bên phía T1 nhưng họ đang có ý tưởng khác là tấn công vào khu vực. Xong phần này là end rồi anh em ơi, xong phần này là end game 1 rồi. Rồi lỗ rồi. Những con mắt như thế này là những con mắt rất giá trị đấy nha các bạn nhé. Đây là những con mắt thiết lập trước các pha giao tranh và nhiều bạn hỏi tôi là bây giờ anh ơi anh làm một số về cái cẩm nang về hỗ trợ bởi vì không biết là đánh hỗ trợ nhiều nhưng mà không biết cắm mắt như thế nào cho nó hiệu quả cả. Đây là thời điểm con Baron đang tồn tại hoặc là có những thời điểm mà con Baron được ăn trước đó sau đó thì nó sắp xuất hiện khoảng chừng 1 đến 2 phút là hỗ trợ họ sẽ cắm những con mắt như thế này để cho thứ nhất là lấy thông tin. Cái thứ hai là để cho con Kennen nó TP ra phía sau, có những con TP phía sau hiệu quả như là Kennen này, Na khổng lồ này, Malphite các kiểu này. Thì Carrier pha này đã xử lý kỹ năng rất ok rồi. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là bên phía của KT thì họ phản ứng lại không kịp so với tình huống này. Tức là tình huống diễn ra theo một cách không được tính toán từ trước. Hiện tại thì Aiming cộng với Life đang ở khá xa khu vực này và Vicla cộng với Curse thì nghĩ rằng họ có đủ sát thương và thực ra họ có đủ sát thương thật nếu mà dùng kỹ năng tốt. Họ có sát thương chuẩn và Alistar chịu không nổi. Đang tới. Thì Carrier đã câu kéo đủ thời gian né E, né bằng chuyện bật chiêu cuối, né Q quay lại combo. Con Kennen dịch chuyển xuống sớm. Người bị bắt lại là Curse, anh ta có giáp thiên thần nhưng Vic là không còn nhiều công cụ để chạy nữa. Không kịp làm gì anh em ạ, chết chay mà. Và đó là tình huống rất mạo hiểm của Amin, anh ta bấm đồng hồ câu giờ. Không ai cover Amin cả. Vua mà bắn được có hưng phấn, Curse thì cũng hết skill mất rồi. Đây là pha giao tranh mà T1 lợi hơn hoàn toàn, Curse bị xích lại và Curse sẽ nằm xuống. Baron đang chờ đợi bên phía T1. Vẫn là cái tốc độ phản xạ lại những tình huống di chuyển và đánh nhau giữa trận của T1 nó hơi nhanh hơn so với KT. Thậm chí cái tưởng tượng được nếu như họ làm tốt, Faker vẫn còn dịch chuyển, anh ta đang cố gắng. Xong phần này là end rồi anh em ơi. Thì đó là Na. Có hai điều. Sang game 2 cũng tương tự khi phía KT họ không cấm đi con Caitlyn, họ chỉ cấm Kama thôi. Và Caitlyn với Lux vẫn là bộ đôi đường dưới có thể dùng được trong meta này nhưng mà ngày hôm nay thì T1 chắc là không có ý định dùng nó, vẫn quyết định trung thành với con Jinx. Còn bên này thì vẫn lấy Ahri để một công đôi chuyện. Thời điểm này đúng là nếu mà thả Ahri cho Faker á, nó sẽ là cực kỳ mạo hiểm. Kể cả là bạn lấy được Lee Sin đi chăng nữa thì Faker vẫn sẽ đánh con Ahri mà không cần Lee Sin. Và tôi nghĩ là kèo này thì Faker có thể thậm chí xử lý kèo ngược kèo xuôi được cả. Họ vẫn có được một đường dưới đường ổn. Con Thresh game 2 này đi đường thậm chí còn yếu hơn cả con Alistar game trước. Họ có được bộ đôi đường dưới Thresh cộng với Jinx như là bộ đôi này chỉ phát huy tác dụng mạnh trong teamfight và giữa trận. Còn game 1 thì họ đánh giao tranh mạnh bằng con Alistar mở tuyến trước. Và game này thì đi đường thua nhưng mà nhìn chung là cũng thua ở mức độ chấp nhận được chứ không đến mức gọi là thua bấy bá gì cả. Còn bên phía của KT họ quyết định lựa chọn con Na khu đường trên và kèo này thì Rascal cũng xử lý rất tốt 1v1 cùng với Zeus bên phía bên kia. Đi đường thì đường giữa Vicla hơn so với Faker một chút về chỉ số lính. Và họ có được một cái dạng đi đường không thua kém gì so với phía T1 nhiều cả. Và ăn nhau là ăn nhau những tình huống macro giữa trận cộng với giao tranh 5 năm. Đã có những thời điểm tôi nghĩ là T1 thực sự gặp khó trong cái game 2 này. Cái game này là cái game bên phía KT, thứ nhất họ đi đường hay. Thứ hai là đội hình họ đánh giao tranh tổng cũng rất mạnh.
Với Rexxar Ahri là bộ đôi có khả năng bắt lẻ trước hoặc là con Kai'Sa nó cũng follow up rất là nhanh với cái tuyến trước. Và chỉ cần con Na này nó có Na khổng lồ đánh giao tranh thôi là tôi nghĩ là đội hình bên phía T1 cũng sẽ gặp cực kỳ nhiều khó khăn. Và họ đã giải quyết đoạn đi đường không thực sự ổn. Vì KT thứ nhất hôm nay họ đi đường hay, thứ hai là chất tướng họ cho phép họ đi đường rất ok nếu họ làm đúng chất tướng nha. Thì T1 lại lên tiếng bộ đôi đường dưới của họ. Đây là bộ đôi nhiều trận đấu thì họ hủy diệt đường dưới đối phương và thắng đường từ khu vực đường dưới, sau đó họ snowball từ đường này. Ngày hôm nay thì đi đường họ không vượt trội so với đối phương nhưng mà họ xử lý giao tranh nó cực kỳ khủng khiếp. Tôi phải dùng từ khủng khiếp bởi vì họ họ đánh kỹ năng ghê quá. Họ kết hợp với nhau, họ đánh teamfight, họ cover cho nhau, họ thả diều, họ gây sát thương với một con Jhin được dồn tài nguyên nó vẫn rất là ghê gớm. Và Aiming, cái pha của Aiming chút nữa mình sẽ phân tích sau, đến đấy mình sẽ phân tích, tôi nghĩ là nhiều bạn đây chưa biết pha Aiming là pha nào. Pha kết thúc game 2 anh em ạ. Điều chỉnh đến từ cả hai. Khi mà bên phía KT không còn Kennen nữa thì đó là Không và để xem em. Họ đã phải cấm Kennen của rớt rồi. Game 1 thì rớt MVP nha các bạn, rớt MVP game 1. chào mừng các bạn đã quay trở lại với ván đấu thứ hai quyền bệnh chính thức của giải ứng đặt được tới 4. Cánh dưới đã để hỏng cánh trên dành cho Cớt. Cớt sẽ cướp được con bùa đỏ. Cùng với đó là việc mà anh Pha ta này thì rớt bị cánh gank chết. trên tung tốc hành đến từ rớt à. Pha này tôi không biết là tại sao rớt lại xử hơi lý như này vội nữa. không ta theo tình Na huống xong là con rớt Na cũng khổng định lồ tung tốc hành nhưng mà anh ta chưa vào và đấu còn trận nên E tôi sẽ còn dùng flat, kim tức là cớt con Gwen đang này có bật tốc mặt ở hành cũng đây dí cũng có nổi. thể sử dụng toàn Ở bộ đợt kỹ lính năng của mình như trong thế trận thì nào cả tỷ lệ cả solo hay kill là là rất không, thấp. và rớt biết rằng số phận của mình đã điểm ai ăn mà thôi. Cất ăn. Cớt đó là là người ăn. Một pha su gank đến từ Cớt khi mà Honor lộ cánh dưới. Ngay lập tức cánh trên thuộc về quyền kiểm soát của KT Roster. đây là cái điều mà chúng ta thường hay Bạn thấy không ạ? Đó, nó lại là cái chiến thuật như vậy. Nó lại là chiến thuật như vậy. Khi mà cướp gank đường trên, khi mà cướp ăn sứ giả là đường dưới họ sẽ phải bỏ trụ chạy lấy người và núp vào trụ hai như thế này này các bạn. Bộ đôi Faker cộng với Honor ngay lập tức áp lực xuống. Cái này mình đã phân tích rất kỹ ở trong cái trận Hanwha rồi. Nhiều bạn nghĩ rằng cái trận Hanwha là một trận mà nó chênh lệch nhiều quá vì hôm đấy Hanwha Live họ đánh một cái đội hình rất là nhiều người bị Covid nên là phải đôn team 2 lên là Sunbi là Jhenny. Nhưng mà cặp trận đấy mình phân tích và mình đã chỉ ra cái lối chơi hiện tại của T1. Pha này bên phía KT đủ tỉnh để rút về nhá, không rút về đây con LeBlanc với con Lee Sin xuống là chết à? Là chết dưới trụ à? Chấp nhận mất hai lớp trụ, thì ba đó lớp về trụ cũng được, T1 đã ba lớp xử lý trụ biến cũng ok. số, họ biết rằng vừa rồi Sau đó dùng sứ giả Cớt để gỡ đã có lại, mặt còn ở hơn khu là vực chết dưới chơi trụ ạ. thì Chết ngay dưới trụ lập nhiều khi tức mất cả trụ thứ luôn nhất đó. là phá di chuyển xuống của Under và trước đó anh ta có mặt ở đường giữa Thì đây là thì cái cách Faker macro bung T1. cánh Họ đã làm cả điều cánh này sở số quá là 2 nhiều lần ở để tại mùa tạo giải thành này. áp lực không cho Vikla có thể can thiệp vào khu vực đường dưới. Và họ làm Trên nó những quá gì mà master rồi. T1 bị mất ở khu vực cánh trên, họ lấy lại được những thứ khác ở khu vực cánh dưới và không chỉ là ba lớp giáp trụ mà là một con rồng nữa. Đây, Căng 4 lớp thẳng, gia trụ. hai bên cứ cả cả nhau liên tục. Ghost thì có mặt ở đường dưới nhưng mà không ngăn chặn được cái trụ đầu dành cho thiếu của Tiêu Anh, như vậy là vẫn sẽ là Bằng một cách nào đó game trước thì là 10 phút nhá, game trước thì là một pha đánh hở sườn của bên phía KT do Live có một pha ramming nó đi vào lòng đất. Game trước là Live có một pha ramming đi vào lòng đất mất trụ một đường dưới sau khoảng chừng 10 phút 30 giây. Game này thì không có những tình huống như vậy. Bỏ trụ chạy lấy người, mất trụ tầm 13 phút 30 giây, tức là trễ hơn tầm 3 phút đã là thành công lắm rồi. Vì T1 cũng không có sứ giả để ăn nhanh cái trụ này nên là họ cũng không ngay lập tức có được trụ cho Guma Yuxi. Nhưng chỉ cần như thế thôi các bạn là Guma bắt đầu được dồn một lượng tài nguyên lớn rồi. là một cái lợi thế ở khu vực đường Đây là dưới đặc khi trưng mà chiến Tiêu thuật Anh của sẽ T1 giải tại mùa phóng này được nhé. xạ thủ của Mà mình Faker giữa trận và nhé, sau đó đầu trận Faker thua tầm chục set luôn á. Mà về sau con LeBlanc này khi mà đã có đồ rồi nó xích trúng liên tục thì con Ahri này nó sẽ rất là bị động vì đổi chiêu cuối giữa Ahri và LeBlanc thì nó sẽ rất là lỗ cho con Ahri. Mà không đổi chiêu cuối con LeBlanc nó chất tướng là như vậy, nó sẵn sàng bỏ chiêu cuối ra để đầu tư trong những tình huống PK 1-1 với mid đối phương. Những kèo như là kèo LeBlanc này, Lissandra, Orianna này là hay là kể cả Syndra nữa là những kèo mà LeBlanc nó sẽ bung chiêu cuối nó đấm hoài à? Bung chiêu cuối đánh hoài à? Và những con mid như bên kia như kiểu Orianna, Ahri, Lissandra lại không bung chiêu cuối một cách bừa bãi như con LeBlanc được. Bởi vì nó phải dùng chiêu cuối để đánh mục tiêu. Và đến có giữa game thì thì Faker khả hoàn năng toàn cao là kiếm được Guma cái Yuxi sẽ được đẩy lên cánh chiếm được trên cái ưu thế đường giữa hơn. Nhưng những áp lực xuống khu đường dưới của bộ đôi Faker Honor vẫn đủ để giúp cho Guma Yuxi vươn lên dẫn trước ở dặn đi đường và điều đó giúp cho anh Nếu ta các bạn có bảo thêm pin này một không chất hay là tướng bạn nữa. không xem EPL đâu Và nhá. đây là tướng Live bị bắt lại. Trận đánh với Weibo và trận đánh gần nhất với EDG Yuxi pin đánh nhiều hơi bị quá, hay chỉ luôn có các một tiêu cũng nhiều và anh ta bạn. chết không kịp làm gì Pha này cả. còn dồn được cả mạng cho Guma Yuxi nữa. Cái thời gian chồng Bạn nào mà CC bảo được pin này không tối hay đa là hóa không lên xem bên phía EPL mấy T1 ngày gần đây đâu nhá. nhưng mà họ đang gặp một chút xíu nguy hiểm. Kera là người bị giữ chân lại nhưng sát thương từ một mình Vikla là không đủ và bắt đầu tới những thời điểm ở bên phía của anh có dấu hiệu tăng tốc. Và linh hồn rồng trong ván tiếu này chắc chắn sẽ là một linh hồn rồng mạnh. Thiên ăn sóng được đất hai hay rồng, lửa hay mất trụ hay cánh là nhá, đều là mất trụ những đường hồn cánh rồng vì giá Rasko đánh trị kèo này hay quá. thì Rasko gác được hai chục họ CS đã so với giành Zeus. được hai rồng sau một pha Ăn bắt được trụ lẻ. top tầm 15 16 phút.
ăn được trụ bot cũng tầm tầm đấy. Và không bị thua nhiều tiền lắm như game 1. Game 2 Guma MVP rồi các bạn. Các bạn cứ xem từ giờ đến cuối game, các bạn sẽ thấy là hết sức chặt chẽ. Vì sao Guma được MVP game này thôi. Bắn cháy đừng hỏi luôn. Mặc dù có một vài pha bị sai lầm vị trí và không bắn được nhiều. Nhưng mà pha nào mà full spell full skill mà được contract cover các bạn, bắn cháy thì đừng hỏi luôn. Pha này KT không nhận được bắt sứ giả nhá. KT sẽ có được con sứ giả 2, tôi nghĩ là con Ari không có tele anh em ạ. Suy nghĩ khác khi mà ta cắm mắt xuống. Nên là phải bỏ. 4 đánh 5 không đánh nổi. Không nhặt được rồi. Không nhặt được, không nhặt được, vào đó là chết. Họ biết là vào là chết tại vì đang là Natini. Và khi được đẩy ra khu vực vẫn ăn được trụ bot nha, vẫn ăn được trụ bot, vẫn ăn được trụ top ở tầm 16 phút. Dưới Guma bị tấn công. Móc Monel thì chỉ có thể mấy cái cú móc này của Caria ở ngay dọn landing đã thấy rồi anh em ạ. Ngay dọn landing đã thấy rồi, toàn móc cùng với cung cùng lúc với con Nautilus thôi anh em ạ. Và hai xạ thủ cùng đam thì có vẻ như con Dinh này đồ nó nhỉnh hơn. Chứ xét về chất tướng thì con Kai'Sa nó dồn sát thương ngon hơn là con Dinh, nhưng mà con Dinh nó nhỉnh đồ hơn đó. Để trúng vào Caria mà thôi, nhưng mà Rascal đang tới. Pha này vẫn đổi lỗ rồi. Ta đã phải nằm xuống nhưng cái giá phải trả từ anh là họ có thể mất hai người trong pha này. Sau khi mất đi cái flash này thì con Dinh nó bắn bị rén hẳn luôn đó. Lao vào pha làm choáng tốt của Rascal. Rascal ta không bị giữ chân của băng trưởng. Và trao đổi như vậy thì rõ ràng là bên phía của KT lời. Đó là hai trụ cánh cho bên phía KT Roster, họ đang gỡ trụ cực kỳ hay. Tiền các bạn để ý cả, KT vẫn duy trì một lượng tiền rất là ok luôn đó. Họ không bị hủy diệt dọn đi đường nhá. Và đó là hai trụ liên tục cho phía KT. Pha này để T1 ăn được trụ bot. Xuống đợt lính ở trụ hai đường dưới, đây là pha quyết định macro đến từ bên phía của T1 khi mà họ nhận thấy đội hình. Cặp Lee Sin lập lăng này cực kỳ nguy hiểm. KT dồn nhiều ở khu vực đường giữa, người đang xuống là Vikla nhưng ta không đứng gần đợt lính được, và Faker rất đe dọa, băng trưởng được sử dụng xích cũng thành công. Và do đó họ tạo đủ thời gian để cho Honor lấy cái trụ hai đường dưới, một cái trụ có khá nhiều tiền kia ra bắt buộc phải tốc biển nẻ. Nhưng pha trao đổi này bên phía của T1 sẽ lời nếu như họ rút lui về được. Phần còn chú hai này nó gỡ được một lượng tiền tương đối cho phía T1. Khá là tự tin. Chỉ là đường giữa bộ bot bị mất spell anh em ạ. Chưa về, thậm chí là lao lên để đe dọa bộ bot này mất spell đánh dòng sau không nổi. Một điểm. Tôi nghĩ quyết định đánh dòng sau nó sẽ cực kỳ nguy hiểm bởi vì dòng sau nó sẽ có Baron ra. Một mình cớ sẽ được phân công để ăn bên phía T1 chấp nhận bỏ thôi. Bỏ chờ Dinh hồi spell rồi mới đánh được. Thì con Dinh nó chết cái cảm giác team thua liền rồi. Trao đổi mục tiêu của cả hai đội. Nhưng nếu như để cho phát này mất trụ 2 boss ăn được trụ 1 trên top. Rõ ràng bên phía của KT sẽ lời với trụ 2. Né giao tranh nha các bạn. Cho họ bên phía KT khá là nhiều tiền. Phát này tìm người bất tỉnh. Lại là nạn nhân nhưng Faker bị giữ chân lâu quá và ta không kịp ú ớ gì cả. Vikla lao lên tiếp giữ chân tiếp vào Caria. Curse đang tiến tới đây. Phát này mạng cho Guma thì ngon. Vào đá và sắc hơi đen. Điểm đến từ xạ thủ của T1. Hai bên trao đổi mục tiêu và đó là những pha xử lý kỹ năng tuyệt vời. Mấy pha này thì không có mục tiêu nào mất đi đâu ạ. Không có sứ giả, không có Baron, không có rồng. Có Baron nhưng không biết đoán được á. Tôi hiểu sao Guma giật về cú này làm gì ạ. Hết spell kìa các bạn. Rồi. Gumasi bị bắt lại và anh ta không kịp bấm lồng đèn. Rascal cũng đang vào vị trí. Anh ta có tốc biến đã làm chậm được Honor. Người không còn tốc biến nữa. Những pha ném đá liên tục đến từ Rascal nhưng lần này không trúng. Thì anh vẫn lui về được. Nhưng họ có khả năng mất trụ một đường giữa. Và Kerea đi về hướng này thì Rascal đang đứng đợi sẵn, móc Monel thành công, rất nhiều sát thương đến từ con Na này. Mất khá là nhiều lợi thế ở giữa game với bên phía KT đấy các bạn. Lại, anh ta bắt buộc phải hộ thể để KT họ đánh mấy cái cú giữa game này cũng khá là hay. Không bắt được live, Faker đang vào vị trí. Và mặc dù T1 cũng phản ứng rất là nhanh với tình huống di chuyển và tấn công như vậy nhưng mà đổi mạng giữa trận vẫn lỗ à. Đổi trận giữa mạng đổi mạng giữa trận mất tầm 3.000 tiền các bạn. Thua tầm 3.000 tiền luôn á. KT đang đẩy rất nhanh tốc độ ván đấu lên. Nhưng mà có một cái điều kiện mà bên phía T1 vẫn đạt được đó là con Dinh vẫn xanh. Game này là game macro không hơn này các bạn. Và có được thành công CC dồn vào rớt. Đây là một game macro không hơn. Giữa trận bên phía T1 đánh bị động và bị bên phía của KT chơi trước khá nhiều pha. Nhưng họ hơn đối phương ở khả năng giao tranh tổng. Pha này rớt bị bắt lẻ, team đang thua tầm 2.000 tiền và mất khá nhiều tài nguyên cho những tình huống đánh nhau như này. Sát thương rất nhiều từ năm thành viên của KT và họ sẽ có được cái trụ thứ tư của mình ở trong ván đấu này. Lợi thế dành cho KT bắt đầu hiện ra tương đối rõ ràng. Đó, 3.000 tiền rồi các bạn. Một ván thi đấu rất thành thua tầm 3.000 tiền rồi đó. Khi đây một lựa chọn mà anh ta được pick sau và anh ta thể hiện nó rất tốt trong ngày thi đấu hôm nay. Với một dạng đi đường. Tôi không hiểu sao Rascal bọc đầu cú này luôn á. So với Just cộng với áp lực của anh ta là rất tốt nhưng anh ta đã con Na này vừa hết Na khổng lồ xong bọc ra phía sau. Natini mất tốc biển, dính cái xích, Honor vào vị trí có thể đá về được mà ta vẫn đang di chuyển từ từ chờ đợi cơ hội của mình. Tên lửa đạn đảo tung vào và sát thương dứt điểm sẽ có. Faker là người có điểm hạ gục. Một pha bung lên bắt lẻ rất nhanh đến từ phía của T1 và bỗng nhiên người mạnh nhất bên phía của KT lại gặp sai lầm. Bây giờ liệu với 4 người họ có dám tiến vào hay không nếu như Tree Kick vừa rồi trúng ăn được rồng 3, chưa cần đến rồng 4. Máu sẽ là con rồng nguyên tố thứ 3 cho T1.
Chưa cần nó dùng Và bốn đã đến teamfight một thắng ở tình pha huống đấy cuối rồi. thì và đã từ tình huống này Faker đang có thể là mục tiêu bị bắt, anh ta bị bắt Úi lại và lại không chà. tỉnh nữa rồi. KT đánh giữa trận cũng hay quá hả? Làm sao có thể tỉnh được khi mà dày thì là dày Ionia đánh rất là chủ động bắt lẻ mấy cú như sẽ này luôn. Chạy ra khu vực hang Baron. Rasko sẽ bấm chỉ là tình huống team fight này nó ảo quá. Sao pha này giao tranh thắng được hai người ta? Đến kia mất mấy chiêu cuối ta? Bên này mất hai chiêu cuối. Có Baron và có được nhiều lợi thế. Kerea sẽ là người di chuyển vào. Mất hai chiêu cuối của Ahri cộng với Kai'Sa. Đang muốn dùng con Baron này để rình. Bạn nhìn Guma nhá, nhìn Guma bắn nhá anh em nhá. Giật bắn trúng kìa, bật Quy lên bắn này, né băng trượng này. Chỉ cần có người tanh tiến trước thôi, tốc biến né móc này. Giật bắn này. Còn cái E nữa các bạn. Bên kia bốn người cùng vào thì may ra. Đặt một cái E ra bắn kìa. Thoát quăng lồng đèn đổi góc cover này. Của bên phía KT có hưng phấn bật ngược trở lại, Live là người bị kéo và hưng phấn đã có. Faker quay trở lại với pha trời ơi bắn cháy thì thôi rồi chứ. T1 sức đã thành công và Rasko sẽ phải nằm xuống. T1 lật ngược thế cờ. Một pha xử lý giao tranh mà Guma và Kerea đã xử lý. Một con dinh vô cực kiếm thôi anh em à. Lắp cái file vào đây là một trong số một pha cuối nữa các bạn, pha cuối bắn còn ghê nữa. Chuyển vào trước. 4 đánh 5 và đi quá hết tầm nhìn rồi các bạn, nhìn tầm nhìn của phía KT này. KT ra trước, họ cắm cực kỳ nhiều mắt luôn và T1 đã đi qua tầm nhìn rồi. Nhưng mà chỉ cần Guma được bắn thôi anh em ạ. Đi qua hết mắt ở đây có KT rồi nhá. Mà Honor lại còn đá vào cái áo choàng bóng đêm nữa cơ. Honor còn đá vào cái áo choàng bóng đêm của Kurt nữa cơ. Còn mất cái R1 nữa cơ. Này, mất cái R Lee Sin rồi này. Chết rất nhanh luôn. Con Gwen vẫn tanh được bằng xương lam chiều cuối các kiểu. Tốc biến né kéo anh em ơi. Con Ahri này hết TP rồi, 4 đánh 3. Na khổng lồ, Kai'Sa còn flat. Nhà cái E ở đây thôi là thấy bên kia hết đánh rồi. Nhìn bộ đồ đứng dưới KT này các bạn. À, nhìn nản quá ta. Faker thì hồi sinh kịp TP ở đây không nói rồi. Là 4 đánh 4 rồi. Một mình cân hết anh em ạ. Nhìn cái đồ đạn này, hai ông này nhìn tù chưa đây. Nhưng rất bật ngược trở lại, Live là người bị kéo và hưng phấn đã có. Faker quay trở lại với pha giao tranh và anh ta có thể đem lại rất nhiều lợi thế dành cho T1. Đã thành công và Rasko sẽ phải nằm xuống. T1 lật ngược thế cờ. Cầm cây vô cực bắn thế thì đỡ làm sao. Kerea đã xử lý cực kỳ xuất sắc với khả năng cover lẫn nhau và bây giờ T1 đang mở ra con Baron. Đó, đây là một game mà không có lợi thế đi đường nhá. Đây là game không hề có lợi thế đi đường. Thua tiền. Đến giữa game macro thì bị phía bên kia bắt lẻ không hề ít nhá. Faker bị bắt lẻ một lần đường trên, một lần ở mid nhá. KT đã có những sự chăm sóc cho anh. Mất trụ mid, mất trụ cánh. Đây là bộ đôi đường dưới của anh. Vẫn đánh teamfight thắng được. Giờ pha này không hiểu cớt luôn á. Bấm đồng hồ câu giờ nhưng hết đồng hồ là chẳng ai cứu được anh ta cả. Hưng phấn cho Guma. Mặc dù vậy đây vẫn chưa phải tình huống kết thúc ván đấu. Đây vẫn chưa phải là pha kết thúc được. Chỉ là dẫn trước được một ít tiền thôi. Và con dính 4 đồ thôi. Nhưng mà Guma không có đồng hồ nên là pha team fight ở dòng 4 của T1 bị thua. Một cái tình thế quá nguy hiểm, anh ta buộc phải chạy đi. Con dính này không có flash thì rất hay nhưng nó cũng dễ chết lắm. Họ vẫn còn thiếu một cái gì đó để có thể có được chiến thắng trước bên phía T1 trong ngày thi đấu hôm nay. Và bước ngoặt của ván đấu đã đến khi mà T1 có được con Baron đầu tiên của ván. Tôi nghĩ là không nhiều đội đánh được như là KT ở khâu landing nhá. Tức là landing họ hơn T1 được tầm 3.000 tiền á. Tức là không nhiều đội tại LCK thời điểm này mà có thể landing thắng được. Ý tôi là nhóm dưới thôi, nhóm trên thì vẫn có những đội đủ tay để làm điều đấy. Như cái trận bên phía DK họ đánh con Gwen của Kennen đi rừng á. Những cái trận DK họ đánh con Gwen Kennen đó là họ dẫn trước khá là nhiều dặn đi đường nhưng mà về cuối vẫn teamfight thua. Mà teamfight thua chủ yếu là do Guma bắn được. Là do những pha teamfight mà đối phương không để ý đến Guma là kiểu gì teamfight cũng thua. Giống như cái trận mà bên phía DK đánh teamfight ở đường dưới lúc mà con Gwen Kennen bị Faker xích là không chạm được với Guma là thua. Pha này thì họ bắt được Guma. Pha này thì rớt tuyến trước đã bị mất tới nửa cây máu, Na khổng lồ đến nơi rồi. Và con Gwen nó chỉ tanh bằng cái xương la bất bại thôi chứ không tanh bằng đồ được. Pha này thì Honor quyết định đổi góc để dồn sát thương chung với Faker ở đây để bắt con rồng 4 lấy cái linh hồn rồng nhưng mà dồn sát thương bị trừng phạt fail. Con rồng này Faker con mất QR. Faker mất đứt QRE. Nhưng Honor không cướp được rồng. Và Faker coi như pha này lập đăng này nó hết sát thương mất rồi. Còn Gwen thì cố gắng tanh bằng xương lam bất bại. Còn Nautilus thì lôi vào thì chết chắc rồi. Không có flash chết chắc rồi. May là pha này trước khi team fight các bạn nhìn các đợt lính họ thiết lập trước các pha team fight nhá. Đợt lính T1 là đường lính siêu cấp đường giữa này, đường trên lính ngon này, đường dưới lính này các bạn.
Đợt lính đường dưới, đợt lính siêu to luôn. Ba cái quay này cho phép về phía T1. Pha này nếu mà thua team fight á thì không thua game được. Trong cái pha này nếu như chỉ cần một quay nào đó đẩy đến từ bên phía KT ở sát trụ bên phía T1 thôi là có thể họ thua luôn game này á. Vì ba đường lính là ba đường lính đẩy nên họ không bị thua game pha này. Và T1 đang tan vỡ hoàn toàn trước pha giao tranh cực kỳ đẹp đến từ bên phía của KT. Honor đang phải chạy và tôi nghĩ rằng pha này anh ta hết chạy được rồi. Hướng gió thành công, Honor là người tiếp theo nằm xuống, bốn xác dành cho KT. Không có đợt lính end game, chỉ là bốn mạng mà thôi, không quét sạch. Và Faker vẫn còn đó, Baron, anh ta thậm chí tiến vào để ăn luôn một cái trụ ở bên nhà lính đối phương. Một con rồng được trừng phạt. Nhưng mà pha này mất nhiều tiền ạ. Trước áp lực đến từ Faker cộng với Honor. Đó nó cũng phân nó. Con Dinh nhìn đồ các bạn ơi. Vẫn là bốn đồ ấy nhá. Ngày đẹp trời thì đội chót bạn cũng đang gây ra được rất nhiều khó khăn cho đội đang bất bại và dẫn đầu bảng xếp hạng. Nhưng bây giờ thì anh sẽ phải phòng ngự một pha đẩy thẳng. Tôi sẽ phân tích lại một chút về pha cuối nhá. Pha cuối là pha mà em mình đã đang status xin lỗi rồi ạ. Xin lỗi về tình huống xử lý fail. Trong khi đó thì Zeus đang đẩy ở khu vực cánh trên, lính đường dưới đang có lợi thế dành cho bên phía của KT. Rascal đang cố gắng để có thể tích điểm nổ nhưng mà anh ta hiến máu nhiều quá. Hơi nhiều nha. Ôi, một pha bản năng sắc. Tình huống tính tạo đột biến đến từ Aiming. Cánh trên, lính đường dưới đang có lợi thế. Và thực ra có cơ sở để làm điều đấy nhá. Rascal đang cố gắng để có thể tích điểm nổ nhưng mà anh ta hiến máu nhiều quá. Quy Lee Sin đang trên đường bay, Quy là bị bớt con Lee Sin rồi. Hết đam Quy và Lee Sin anh em ạ. Có thể tích điểm. Các bạn nhìn đây. Ta... cho tốc độ 0.25 cho các bạn xem nhé. Anh máu nhiều quá. Đúp R anh em ạ. Mà Quy này các bạn. Ơi nhiều nha. Quy xe sang Lee Sin này. Quy vào hết Lee Sin rồi này. Thế thành ra đúp Quy về Honor hết rồi. À. À, sao ông lên status ông ấy xin lỗi à? Bạn có xem trong group không ạ? Đây nhá, tôi cho các bạn đọc cái bài đăng đấy luôn nhá. À, em mình Facebook update lời xin lỗi. Tôi nghĩ Kai'Sa đúng là một thằng ngốc. Tôi nên sử dụng R sau đó mới đúp ở pha giao tranh cuối cùng. Cảm ơn các bạn KT đã ủng hộ và tin tưởng. Tôi nghĩ là mình đã không thể đáp lại niềm tin mà các bạn đặt vào tôi. Tôi sẽ ghi nhớ trận đấu này suốt đời. Tôi nhất định cố gắng chuẩn bị thật tốt để cố gắng ngăn chặn chuỗi thua. Giờ chuỗi 6 trận thua rồi. Dưới bình luận cũng có khá nhiều ý kiến thông cảm cho em Minh như là tôi nghĩ đó sẽ là một pha thi đấu đẹp mắt nếu như bạn dùng R sau đó mới đúp sau đó mới quy, đúng rồi đấy. Lần này thì rõ ràng là thua rồi nên lần sau Kai'Sa sẽ là tốt hơn thôi. Người ta nói rằng khoảng cách giữa một pha super play và trôn rất nhỏ. Vậy nên là không sao, đừng mất tự tin. Đại loại là fail một cách gọi là khủng khiếp luôn ấy. Đồ này em Kai'Sa solo Dinh cỡ nào mà Dinh solo lại các bạn. Nếu như mà hai bên cùng cover nhau bắn nhá. Con Dinh là hơn đam Kai'Sa thật. Nhưng mà solo 1-1 làm sao mà phải là bình luận viên nước ngoài còn em mình quát của giác luôn mà. Nếu như pha này mà xử lý đúng là tôi nghĩ có thể tạo đột biến rất cao và nó có thể là một pha thành công đấy ạ. Để có thể tích điểm nổ nhưng mà anh ta hiến máu nhiều quá. Hơi nhiều nha. Quý hết vào cái Lee Sin rồi. Thay đổi mạng với Guma mà bấm được cái đồng hồ là ngon rồi. Mà Guma bắn, các bạn nhìn Guma bắn nhá. Các bạn nhìn Guma bắn nhá. Nhà lưu đạn dưới chân này, núp vào cái bức tường này này. Núp cái bức tường này móc con Nautilus luôn các bạn này. Cái bức tường mà tôi hay bảo là bức tường hình trái chuối này. Là cái bức tường nó có cái hitbox che được cái kéo Nautilus ở góc này rất là hay. Bắn chiều cuối hit and run. Né cái móc cái nhẹ luôn các bạn này. Núp né cái móc cái nhẹ luôn này. Như tun. Như tun luôn. Nhấp nhả cái bụi này như tun luôn. Giật bắn đang bắn né cái móc giật. Nhấp tốc biến vích lồng đèn giật bắn này. Núp sau ủi né hôn gió luôn kìa. Núp sau có thread né hôn gió luôn anh em ạ. Né hôn gió cái nhẹ luôn bắn kìa. Quy bắn đùng luôn này. 1 2 3. Dịch chuyển bóc đầu thôi xong rồi. Đây là con lập lăng của Faker. Đi đâu nữa. Bắn thề thua. Em Minh ơi. Bắn thề thua. Con bắn đâu đi rồi. Kevin đứng ở đây thì có lúc khoảnh khắc giữa super play và tội đồ đó. Mong manh thật anh em ạ. Ý tưởng thì là rất tốt và tính toán sát thương tôi nghĩ cũng sẽ là ổn. Chỉ là tình huống thực sự thì đó một tình huống xử lý mang tính đột biến cao đến từ em Minh. 10 giây đếm số đối với em Minh là khá dài của Guma, khi phá được một trụ anh ta sẽ có hưng phấn. Dinh bốn đồ bắn thay chịu chứ sao đánh lại đây anh em. Có ai chặn được một người đó đâu. Ui, ba bắn thôi. Có ai chặn được vào người con Dinh ở đâu các bạn. Nguyên cái pha team fight luôn.
Kurt rất nỗ lực rồi nhưng mà phải là Na khổng lồ cộng với Kurt vào cùng một lúc anh em ơi. Đang cố gắng tràn lên nhưng mà sai lầm khá là lớn. Trời ơi, con Na khổng lồ nó bắn được thở oxy mà. Cũng gặp nguy hiểm. Kurt lao lên nhưng mà Guma. Kìa, nó núp sau Red nó bắn kìa. Phương tất cả bọn thật nhiều nha. Ôi, một pha phản năng sát thủ của Amin và anh ta bấm đồng hồ giữa đội hình của đối phương. Tất cả bọn thành viên của TKT đang cố gắng tràn lên nhưng mà sai né, lầm khá là lớn đến từ Amin. Tốc biến né. Tốc biến né hất tung rách sai hư cấu nhờ. The fuck. Hình như pha đấy là cut flat lên xong ám muội vào hất tung ấy mà nó flat né luôn. Bo tài. Của đối phương tất cả thành viên của TKT đang cố gắng tràn lên nhưng mà sai lầm khá né, là lớn đến từ Amin. Tốc biến lên, ám muội vào, flat ra, hất tung trượt, hất tung trượt, cớt hất tung trượt các bạn ơi. Nhưng hết cả người thì bò lồng cồm bò ra. Pha này mà Rascal flat lên R được không ta? Tôi thấy Rascal có Na khổng lồ đẹp mà ta. Này, nộ ngon luôn đó, nộ Na lại ổn luôn đó. Na khổng lồ này. Tỉnh dậy, Na khổng lồ flat lên R hết gì đi bro. Đây, bên này, bên này, bên này, bên này. Đứt con lập lăng, chiêu cuối con lập lăng, quang quy con lập lăng, rốn dinh nó bắn cho nát người. Một ngày mà đánh, KT đánh rất là hay rồi nhưng mà đấy, tôi bảo rồi đấy. Không ít những ván đấu T1 hủy diệt đối phương ngay không đi đường mà họ snowball bên kia không thở nổi. Từ lợi thế đường dưới mà họ tạo dựng được. Có những game đi đường họ không hơn ở đường dưới thì họ hơn đường trên. Giống như game Gen Z thì họ hơn đường trên. Họ snowball từ con dây đó, không đường dưới thì lại đường trên thắng, không đường trên đường dưới thì lại đường giữa Faker đánh mấy con như Ari các thứ. Lâu lâu có mấy ván honor lại còn trừng phạt hay nữa đó. Đầu game họ đánh như thế là họ đã có được biết bao nhiêu lợi thế rồi. Có những game họ bị mất lợi thế đầu trận thì họ lại đánh giữa game, họ macro rất là hay, họ đổi mục tiêu hay và họ thấy đối phương đánh cánh trên cái họ dồn sang cánh giữa, họ ép xuống, họ lấy tài nguyên cho Gumayusi và lại Gumayusi lại thắng, lại win, lại có đồ, lại bắn đau. Tất nhiên là trong những ván mà họ đánh có lợi thế đầu trận thì có những ván họ troll nhưng mà cái tỷ lệ nó rất thấp. Là cái nhất, cái thứ hai là trong những ván mà họ bị mất lợi thế dạo ban đầu thì họ vẫn có macro để họ cân bằng cái lượng tiền hoặc nó chênh lệch rất là nhỏ và sau đó thì họ dùng cái kỹ năng team fight của họ thắng. Còn khi tranh đồ thì team fight nó càng dễ nữa. Rồi cho tới khi mà họ bị mất hết dạo lợi thế đầu trận, sau đó họ mất thêm cả lợi thế giữa trận vì macro fail thì họ vẫn còn đó những khả năng đánh team fight như thế này để win. Kể cả là trên thế thu đồ mà đánh được team fight như thế này thì vẫn lật được anh em ạ. Và tiền thì 2-3 nghìn tiền thu một pha team fight giữa trận nó bay hết à. Khu vực LCK nó vậy anh em ạ. Một pha team fight thậm chí có thể là tầm 5.000 tiền là chuyện bình thường nếu như nó có Baron nha các bạn nhé. Thì đó, 14-0 đánh thế 14-0 chịu, đánh thế 14-0 tâm phục khẩu phục rồi. Đánh thế yêu cầu gì ở KT nữa đây các bạn? Chấp nhận. Mặc dù đánh rất hay rồi nhưng mà chưa đủ để stop T1 lúc này.